Hello, xin chào anh em nha, mình là anh Ba Khía đây. Hôm nay con Mio của mình đã lột xác là một phiên bản mới anh em. Đó, anh em thấy không? Bây giờ anh em nhìn ở góc cái độ này nha anh em. Đó, anh em sẽ nghĩ rằng đây là con Mio sổ trái. Thấy giống không em? Thấy giống cái dáng mà giống như xe đua hồi xưa anh em. Đúng. Đó, nhưng mà thật sự là không phải nha anh em. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho em một con siêu phẩm. Đó là con Mio này, dài nhất Việt Nam nha anh em. Rồi, quay đến quay cho anh em xem nha. Chiếc Mio của mình đó. Chiếc Mio ve chai đã được đậu lại bởi một cái khung sườn. Có thể nói là đây là chiếc Mio là mình dám khẳng định chiếc Mio mình là dài nhất Việt Nam anh em đó. Chứ phải là mạnh nhất Việt Nam nha. Đây là khúc sau anh em nè. Vẫn là cục máy bình thường nha em, không có đụng chạm gì hết nha. Đó, mình chỉ nói cái sườn đó, dài dành trước. Anh em nghĩ cái sườn này dài bao nhiêu? Anh em đừng nghĩ cây đây là cây cột biển báo mà mình dỡ ra mình làm nha anh em. Tại mình sơn gì cho nó giống như mấy cái cây mà mấy biển báo hiệu á. Rồi trắng đỏ. Thì đây là cái xe này mình hàng cái sườn này dài ra là 3,5 m anh em. 3,5 m là chưa tính khung đuôi nha. Chưa tính cái đuôi này nha anh em. Chưa tính cái đuôi này là mình chỉ tính từ cái khúc sắt này thôi. Sắt này nó dài tới đó là 3,5 m nha anh em. Ghê chưa? Rồi. Đây là cái công tắc đề, nói chung mình làm cũng sơ sài lắm anh em, mình chưa có gọi là chu nha. Đó, đây là công tắc nè. Công tắc mình câu dây điện này cũng là dây điện móc đèn ở nhà này anh em. Đó, dư gầm lấy làm. Thì cái điều mà khó nhất cái này anh em là cái dây ga anh em ơi. Dây ga mình phải nói dài thêm anh em. Đó, nó bằng cái mấy sợi cáp xe đạp nha. Nè. Đó. Nè, anh em thấy không? So với những mà gọi là cái dây xe tơ mà kéo gấp dài anh em. Cái gấp dài á thì thực sự là cái con này á là nó phức tạp hơn anh em. Phức tạp hơn chỗ là cái sườn. Mình sẽ nói dài trực tiếp cái sườn với cái gấp tay ga, mình không thể nào mình nói nó dài thêm được anh em. Đó, mình sẽ nói khúc sườn. Thành ra là mình phải cưa cái sườn, bỏ cái sườn anh em, bỏ cái sườn zin. Đó, mình nói mình hàng, mình chắp vô. Nó ok hơn những cái phiên bản mà kéo gấp dài anh em. Đó là biết sao không? Cái xe tay ga, cái cục máy này là mình không có cần nói dây sên dài, thành ra mình chạy rất là dễ anh em. Còn những cái chiếc mà nói dùng dây sên dài anh em chạy nó khó lắm anh em. Còn cái xe này với tay ga này thì rất là dễ nha, rất là dễ cái phần mà gọi là nhông trên dĩa anh em, chạy nó không có vũ. Tại vì cái Google mình chứ nguyên cục máy mình người yên nguyên đây, mình đâu có đụng chạm gì đó đâu. Mình chỉ nói cái sườn dài thôi. Đó là nhược điểm nha anh em. Thì cái kia cái những cái gấp dài á thì thật sự là chỉ nói gấp dài cũng như sên thôi là ok rồi. Còn cái này á thì mình nói sườn nè. Rồi phải nói luôn cái gì ga. Tại vì cái xe mà số á là toàn bộ cục máy á, là nằm phía trước, chỉ nói cái gấp dài thôi anh em. Thành ra mình không có đụng chạm gì tới cái phần mà dây điện hay dây thắng này kia nọ hết trơn á. Nhiều anh em thắc mắc là cái con xe của mình là làm kiển chơi đúng không? Chạy không được đúng không? Chắc chắn là nhiều anh em sẽ nghĩ như vậy. Thì bây giờ mình sẽ khởi động máy, mình chạy thử cho anh em nha. Đây là quy trình khởi động nè anh em. Đây là công tắc nè, on nè. Đó, đây là đề nè anh em. Đó, đề xong rồi mình tắt nè. Tại vì công tắc này nó không có có phản hồi lại giống như là công tắc zin nha anh em. Rồi, ok, vậy là mình chạy một đoạn cho anh em xem nha. Đó, anh em nào nói chạy không được đâu, bước vô. Quá đã luôn anh em ơi. Rồi, sẵn đây đó mình giải đáp thắc mắc của anh em luôn. Thì nói chung là nhiều anh em sẽ thắc mắc á là cái xe này dài như vậy rồi làm sao mà cái giò mình sẽ dớ tới cái chân trống. Nè ha, để em gàn trống. Đây là một điều rất là hay anh em. Mình giải quyết cái vấn đề này rất là đơn giản luôn. Nhiều anh em nói khó đúng không? Không có khó anh em. Để mình làm cho anh em xem thử một lần nha. Đó, đầu tiên là mình sẽ về. Ok chưa? Rồi mình sẽ đi làm sao? Giật lên. Đó, rồi mình sẽ gạt chân trống.
Ok chơi anh em. À, cũng khá là đơn giản thôi, nhiều không không có khó khăn gì giống như anh em nghĩ là cao siêu đâu nha. Ok anh em, bây giờ anh em cùng theo chân mình đi lượm cái con Mio ve chai dài nhất Việt Nam nha. Xe dài quá ông cua nó hơi khó anh em. Xe này ngồi sao vẫn được ok nha anh em, chứ phải là không ngồi được đâu nha. Kìa mấy nhỏ đợi sẵn kìa. Xe gì? Xe màu xanh nào? Xe màu xanh nào? Exeter hả? Exeter anh ba kia cho về hưu rồi. Về hưu rồi. Hả, ghê không? Xe này mới đỉnh nè. Lên ngồi coi. Ra nữa, ra thêm em nữa. Ai lên không? Nè, mấy khía lên ngồi bình thường nè, đâu có gì đâu. Đó. Sợ gì đâu, cái xe này đâu bắt đầu nữa đâu, sợ. Đó. Chiều này là xe này lên rồi, ba đứa là chở đi chơi là đúng bài luôn, thấy không? Đứng nè, không được, dĩnh mới được. Phải hàng hả? Nhìn cái tụi tỉnh là đẹp luôn. Trời ơi, ta kia người ta mua xe da chai về đó, ta làm ta độ nè, ta mới kéo giò nữa không, nó mới phẫu thuật ta kéo giò ra nè. Dạ, vẫn chống vậy trời, anh ba kia ơi. Đã không, đã không? Xe độ của người ta đó trời. Được, nó chạy đi. Chạy được không? Chạy được cho chạy luôn á. Thắng ra đứt rồi. Bây giờ là ba đứa sau lên ngồi coi coi được không? Trời ơi, ba đứa lên sau qua ngồi coi có thủng sườn không? Lúc hai năm á, có bắt cầu với dầu ly đúng không? Ừ. Rồi ra sao ngồi coi, hai đứa lên ngồi coi. Ba đứa luôn. Lên ngồi đâu, chạy đâu. Lao lên, lên thêm người nữa coi. Lên luôn coi. Lên luôn coi coi xe này có lúng không. Trời ơi, gã chống lên kìa. Bỏ mua hàng cái chỗ đó ha. Là con trai của ta. Em muốn chạy không? Em muốn đi không? Em muốn đi xe này không? Em muốn chạy được, ngồi thôi. Chú quay tiếp con nữa chú. Ừ.
đi, ông đi vậy. Vô, 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 vô. Rồi, mới là đi xuống đây coi. Để cho chú đi về nhà coi, quay xe kêu coi. Ngày đầu tiên ra xe con Mio dài nhất Việt Nam mà bị mấy anh đệ trong xóm nó bán quá anh em ơi. Bây giờ tạm chia tay, mình đem con siêu phẩm này về nhà mình cất anh em ơi. Sẵn tiện nhắn với mấy thằng cô em trong xóm luôn, có coi video này mà không thấy những lúc mà anh Ba Khía chở tụi em đi á thì đừng có buồn Ba Khía nha. Sợ đưa tụi em lên đến YouTube gõ gậy anh Ba tội nghiệp ba nha. Do cái con siêu phẩm này nó hơi dài đòn anh em, nên vô cửa nhà nó hơi khó tí nè. Rồi ok anh em nha, clip của mình đến đây là xin tạm dừng tại đây anh em, tại vì mình chỉ nói chung là clip này mình chỉ giới thiệu review sơ sơ qua cái con xe của mình vừa hoàn thiện thôi đó. Còn những tập sau thì anh em hãy chờ đón những tập sau nha đó, mình sẽ làm thử thách cho con xe này. Rồi cảm ơn anh em đã xem clip và nhớ like và subscribe ủng hộ mình nha anh em, mãi yêu.